tôi cũng rất là quan tâm đến cái môi trường học tập cho các con. Chính vì vậy mà trước đây thì chúng tôi có chủ động liên hệ và chúng tôi tìm hiểu, được biết là công ty A.O. Smith thì là cung cấp những cái sản phẩm mà thứ nhất là đã được là một cái thương hiệu mà đã được các trường học cũng như là các bệnh viện tin dùng, và cái thứ hai nữa là cái công suất của máy rất là lớn, phù hợp với những cái không gian phòng học rộng như là trường của chúng tôi. Và cái thứ ba nữa là thiết kế của máy thì tôi nhận thấy là an toàn đối với cả trẻ nhỏ và dễ sử dụng cho giáo viên. Cái cảm nhận rõ rệt của chúng tôi khi mà tham gia cái dự án không khí học đường đó là sau các bữa trưa của các bạn thì chúng tôi cảm thấy là mùi thức ăn cũng không còn bám lại nữa, và những cái lượng bụi mịn cũng như là bám ở trên sàn nhà cũng như là trên giáo cụ thì giảm đi rõ rệt, và buổi trưa thì các con ngủ sâu giấc hơn, môi trường cảm thấy là trong lành hơn. Vấn đề lo lắng nhất là đối với các em bé, bởi vì các bạn ấy ở cái lứa tuổi mầm non là cái lứa tuổi rất là nhạy cảm và không tránh khỏi cái việc ô nhiễm môi trường sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của các bạn bé. Thế cho nên là khi mà được biết thông tin là nhà trường có đầu tư cái máy lọc không khí cho các con thì phụ huynh cũng khá là vui mừng và càng cảm thấy yên tâm hơn. Vâng, theo tôi thì đưa được cái máy lọc không khí vào cho trường học cho các cháu là rất là tốt. Vì Hà Nội mình bây giờ đấy, không khí bây giờ là rất là ô nhiễm, mùa bệnh dịch này nữa. Nhưng mà lọc được không khí cho các cháu là quá tốt luôn. Hít thở không khí cũng như là mình uống nước thôi. Thế nên là nguồn nước có sạch, không khí có sạch thì các cháu mới phát triển được cái thể chất của các cháu, cái trí tuệ của các cháu. Mà các cháu đi học đây là rất là nhiều thời gian ở bên trường.